Chào quý anh chị quay trở lại với kênh Nhà Đất Ngọc Linh Lan. Trong video này sẽ là một sản phẩm rất là được nhiều khách hàng săn đón trong những giai đoạn thời gian vừa qua. Một nền đất 5x20 nằm ngay đường trục TC5. Đường trục TC5, con đường nối dài giữa công viên Bảy Kỳ Quan và công viên Thế Giới Tuổi Thơ, và cũng là con đường trục chính di chuyển xuyên suốt dự án Cát Tường Phú Sinh. Con đường 8m, vỉa hè 3m mỗi bên, và hiện nay chủ đang cần bán gấp nền đất ở phía trước mặt quý anh chị đây. Từ ở phía trước mặt quý anh chị đây, với con đường 8m, vỉa hè 3m và đất của chúng ta đụng với cái đuôi nhà bên kia 5x20m nha. Từ đây quý anh chị đi về hướng bên này khoảng tầm 350m, chúng ta tới công viên Bảy Kỳ Quan. Và chúng ta đi ngược về hướng dưới này, chúng ta có công viên Thế Giới Tuổi Thơ và đi về khu trường học và đi về cánh đường đường động lực của khu Mỹ Hạnh Bắc, đi về tỉnh lộ 9 và về hướng thành phố Hồ Chí Minh, rất là gần, rất là thuận tiện. Thì vị trí này quý anh chị mua có thể kinh doanh được, và giá đất hiện nay ở khu vực này đã hạ giá rất là sâu. Chủ chấp nhận cắt lỗ khoảng tầm 300 triệu bán lại cho chúng ta một nền đất 5x20, giá nó chỉ có 1 tỷ 500 triệu, một nền đất rất là rẻ. Đất của chúng ta thì hiện nay ranh móc cọc được có đầy đủ hết quý anh chị, bốn hướng, bốn góc của nó đều có cọc bê tông cả, và điện nước đã có sẵn rồi quý anh chị. Chúng ta về đây chúng ta chỉ cần xây dựng và về ở thôi. Đây thì hiện nay ngay tại dự án Cát Tường Phú Sinh này, một nền đất giá nó chỉ có 15 triệu, tức là một sản phẩm giá hiện nay rất là rẻ, và giá chủ chấp nhận ra hàng nhanh, và đây cũng coi như là một hàng rất là ngộp sâu. Hiện tại quý anh chị đang muốn đầu tư thì hãy liên hệ lên ngay để sở hữu vị trí này. Với tất cả những dự án hiện nay, nếu như mà bán ra giá khoảng tầm 15-20 triệu, đó là một cái giá hầu như không có. Và đây là một sản phẩm cũng như là một cơ hội cho quý anh chị sở hữu một nền đất với giá trị nó chỉ có 1 tỷ rưỡi, và 1 tỷ rưỡi, và một vị trí khá là đẹp, đường trục của dự án. Quý anh chị quan tâm sản phẩm này thì hãy gọi ngay cho Linh. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.